Rồi, hello anh em. Mình tiếp tục lên clip giao lưu với anh em một cái mic mini bảo bàn. Form dáng siêu nha anh em, dáng siêu. Thì dáng này cũng rất là khó có. Hiện tại thì cây đang nằm trong một cái chậu xi măng nha anh em. Đang nuôi á, đang nuôi nên cũng chưa có đầu tư chậu. Nhưng mà mình sẽ giao lưu giá hữu nghị để anh em về có tiền mua cái chậu đẹp hơn, khoảng 100 mấy 200 ngàn nữa thì vào cái cây lại thì để chơi Tết thì nó rất là giá trị nha anh em. Tại vì cây nó chưa vào cái chậu đẹp nên nhìn thấy nó hơi đơn sơ xíu. Có cái dáng siêu nè, gốc nó bay bay rồi nè. Anh em vào một cái chậu ống á, chậu ống á thì nhìn thấy cây nó sẽ hồi lại nha, nhìn thấy cây nó treo leo bông búp. Mà cái này ghép giáo Tuấn Ngọc nha anh em, bông búp thì cũng đầy cành luôn, búp đang có những cái nụ hoa rất là già căng, màu cánh gián này nè, nó già rồi nha, hoa nó già thì chất lượng hoa nó đẹp nha anh em, cánh nó cũng to thánh nữa đấy, hoa thì bím bím ở trên các cành luôn. Cây này thì ghép cũng được hơn năm rồi, nếu mà còn vài tháng nữa thì nó bước qua 2 năm cành ghép nha anh em. Thì cành ghép nó cũng đã liền liền chỗ này rồi nè, cành ghép là liền luôn nha. Đấy, vết ghép này, vết ghép giờ nó muốn liền luôn cái nó dính luôn cái cốt thân cái cây rồi. Mình đi lại những cái dàn tay lại đi dàn dàn lại cho nó cứng cáp. Tết anh em để chơi vẫn đẹp nha, tại vì cây cây này thì đi tay cành là đi kỹ rồi, những cái đường dây nó đi thẩm mỹ rồi nha anh em, không có rối nên là anh em để chơi vẫn được nha. Sau này thì mình nó ăn dây thì mình bắt đầu mình tháo. Tết anh em cứ xuống lá rồi lạc lạc lá rồi về rút ghim ra, những cái ghim tre này, ghim tre là mình tạm thời là mình bỏ đó để gửi cho anh em đi trên đường nó khỏi rung lắc, nó chấn động cái bộ rễ của cái cây nha anh em. Cây thì đường đi là khúc chiết lắc léo rồi ha, trên ngọn vẫn có búp có hoa luôn đấy, trải dài cả cái cây đấy, đầy đủ các tay cành là đều có hoa nha. Đây, cái đây là vết vết ghép mà lúc ghép vô cốt này, cốt thân này nó đang tràn sữa tràn nhựa rất là mạnh này, còn một xíu ở bên dưới nữa là nó sẽ liền luôn cái vết ghép này nha anh em, lớn rồi đây, vết ghép nè nó to hơn cái ngón tay của mình luôn nè. Cái giống dao Tuấn Ngọc thì cũng dễ chăm dễ nuôi nha anh em, mạnh khỏe rất là dễ chăm. Anh em nào chăm kỹ thuật chăm của mình nó yếu thì có thể giao lưu những cái giống khỏe mạnh để về chơi thì nó đỡ cái phần nào cái công sức cũng như là cái tiền phân thuốc nha. Cây này đã lên rong rồi, lên rong như thế này thì rất đẹp. Anh em về thì mua những cái con trâu á, những cái chú một đồng á, trên lưng trâu á, anh em thả vào đây thì nhìn nó rất là nên thơ nha. Chân Tết thì nhìn ngắm nghía những cây này thì đẹp rồi. Cây này thì mình giao lưu với anh em cái giá là 1 triệu chẵn nha anh em, 1 triệu chẵn. Nếu mà anh em có thiện chí muốn mua cái cây này về thì alo với mình theo số điện thoại là 0987 096 755. Rồi mình sẽ đo cái kích thước rồi mình quay một vòng nữa rồi mình sẽ kết thúc video. Kích thước của cái cây này mình tính từ mặt chậu đến ngọn là 50. Đúng 50 nha anh em. Bộ tán thì chắc khoảng bộ tán thì 35 anh em. Cao 50, tán rộng 35. Bông búp thì đầy cành, cành nhánh này làm kỹ rồi. Đây, bộ đế này, bộ đế cũng già cũng cũng đẹp nha anh em, cũng lớn á chứ không phải cây non tuổi đâu. Rồi anh em là hợp nhãn cái cây mai giáng siêu này thì cứ liên hệ với mình, quay quay thì mình sẽ giao lưu với các bạn nha. Rồi mình có điện thoại tí rồi mình kết thúc video à. Rồi, chào các bạn.